Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đầy hơi sau khi ăn là tình trạng phổ biến xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi giới tính. Nó sẽ khiến cho chúng ta cảm giác vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể tránh khỏi tình trạng này bằng nhiều cách đơn giản. Đây cũng là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Không ăn quá nhiều chất xơ. Chất xơ là phần thức ăn mà cơ thể bạn không có khả năng tiêu hóa hoặc hấp thụ. Không giống như chất béo, protein và carbon hirat. cơ thể có thể dễ dàng phá vỡ để hấp thu. Chất xơ không được cơ thể tiêu hóa và thay vào đó, nó được truyền qua dạ dày, ruột non và đại tràng. Lượng chất xơ là rất quan trọng cho sức khỏe đường ruột và sự hấp thu chất dinh dưỡng của bạn. Nó cũng có khả năng làm cho bạn no lâu và ăn ít hơn. Tuy nhiên, thực phẩm dầu chất xơ có thể khiến hệ tiêu hóa của một số người sản xuất ra lượng khí quá mức gây ra tình trạng đầy hơi. Những thực phẩm dầu chất xơ nhất có thể kể đến rau có lá xanh, đậu, đậu lăng, đậu Hà Lan, bông cải xanh, cải Bruxelles. Chúng đều là nguồn chất xơ tốt nhưng để tránh đầy hơi thì bạn chỉ nên ăn một lượng vừa phải. tránh những thực phẩm quá giàu chất béo chất béo là một phần thiết yếu của bất kỳ chế độ ăn uống nào và là nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể một nghiên cứu ở những người có vấn đề về dạ dày đã chỉ ra rằng những bữa ăn chứa nhiều chất béo gây kích ứng các triệu chứng dạ dày hơn bao gồm cả đầy hơi chất béo mất nhiều thời gian hơn hầu hết các dưỡng chất khác để tiêu hóa hết trong đường tiêu hóa và điều đó có thể khiến dạ dày rỗng và gây đầy hơi. Chất béo lành mạnh từ thực vật như quả bơ, dầu ô lưu, cá biển sẽ ít gây ra đầy hơi hơn so với chất béo động vật hoặc chất béo chuyển hóa, thức ăn chế biến sẵn, đồ chiên rán. Tránh ăn uống quá nhanh, Ăn uống quá nhanh sẽ làm tăng lượng không khí nuốt phải, điều này khiến cho khí bị tích tụ trong đường tiêu hóa gây ra đầy hơi. Giảm tốc độ ăn uống, nhai từ tốn có thể giúp bạn giảm thiểu tình trạng đầy hơi. Tránh đồ uống có ga. Đồ uống có ga chứa carbon dioxide một loại khí có thể tích tụ trong đường tiêu hóa và gây đầy hơi. Nước uống có ga phiên bản ăn kiêng vẫn có thể gây đầy hơi. Nước lọc, nước hoa quả, trà là những đồ uống lành mạnh hơn và không gây ra tình trạng đầy hơi dành cho bạn. Ăn gừng Gừng là một phương thức truyền thống rẻ tiền và hiệu quả cho các vấn đề về tiêu hóa. Gừng chứa các minitip, một hoạt chất hữu ích cho việc giảm lượng khí quá mức trong đường tiêu hóa. Trong bữa ăn có chút gừng sẽ tránh được đầy hơi hữu hiệu. Khi đã bị đầy hơi rồi thì nhấm nháp chút mứt gừng hoặc gừng tươi sẽ giúp làm dịu dạ dày, giảm ở hơi, ở nóng và khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Tập thể dục nhẹ sau khi ăn, Tập thể dục nhẹ sau khi ăn chẳng hạn như hoạt động đi dạo có thể giúp bạn giảm cảm giác nặng bụng và đầy hơi. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng tập thể dục nhẹ giúp ép không khí ra khỏi đường tiêu hóa và làm giảm đầy hơi một cách hiệu quả. Tránh nói chuyện trong khi ăn và nhai kẹo cao su. Nói chuyện trong khi ăn sẽ làm tăng cơ hội nuốt phải không khí vào bụng. Điều này có thể gây ra sự tích tụ không khí trong đường tiêu hóa dẫn đến đầy hơi. Tương tự, hoạt động nhai kẹo cao su sẽ khiến bạn nuốt phải nhiều không khí vào đường tiêu hóa hơn và dễ gây ra đầy hơi, nặng bụng khó chịu. Đầy hơi sau khi ăn là một trải nghiệm tương đối phổ biến và thường không phải là nguyên nhân gây lo ngại. Những người bị đầy hơi thường có thể điều trị các triệu chứng của họ ngay tại nhà bằng các phương pháp trên. Tuy nhiên, đôi khi đầy hơi cũng có thể là triệu chứng của những tình trạng sức khỏe khác. Nếu đầy hơi đi kèm đau bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy, mệt mỏi, bất ngờ giảm cân và kích ứng da thì bạn nên đến bác sĩ để kiểm tra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.